lôi con buồn bã trở về Angola, thất thần hay tin 20 năm nữa mới trở lại Việt Nam. Sau thời gian đến Việt Nam cùng Quang Linh Vlog, lôi con càng nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Ngay trở về Angola, cậu bé không giấu được cảm xúc buồn bã, ánh mắt nhìn xa xăm vô cùng tiếc nuối. Ngày mùng 2 tháng 8, Quang Linh Vlogs đăng ảnh ở sân bay nội bài, Hà Nội, cùng với lôi con và người thân kèm caption tạm biệt, thông báo chuẩn bị lên máy bay sang Angola. Vì hành lý gửi từ Việt Nam sang rất nhiều, đến 14 kiện hàng nên mọi người phải ra sân bay sớm để sắp xếp ký gửi trong loạt ảnh được quang linh đăng tải lôi con để lộ tâm trạng đượm buồn lùi thủi một mình khác hẳn với hình ảnh cậu bé vui vẻ như thời gian ở việt nam vừa qua ở nhiều khoảnh khắc lôi con hướng mắt nhìn đam chiêu không màng nở nụ cười dù được quang linh rủ dê chụp ảnh trước hình ảnh bị dịn nhưng cũng không kém phần đáng yêu của lôi con nhiều người đoán rằng chắc hẳn vì nghe tin chú quang linh bảo 20 năm nữa mới cho lôi quay trở lại nên cậu bé càng thêm thất thần thực chất trong phiên live tối ngày mùng một tháng tám quang linh đã tiết lộ phải đến gần tết mới về lại việt nam tuy nhiên khi tiết lộ ngày đưa lôi con về việt nam Quang Linh chia sẻ chưa nói được trước điều gì, có thể là trong những chuyến hành trình tiếp theo, hoặc sẽ rất lâu nữa. Nhiều fan vô cùng mong chờ lần gặp lại tiếp theo với Lôi Con. Sau thời gian Lôi Con ở Việt Nam và hình ảnh buồn bã của cậu bé khi về nước, cư dân mạng dù yêu quý nhóc thì người Angola giàu tình cảm nhưng cũng hài hước lo sợ rằng khi về nước, cậu bé sẽ quên luôn tiếng mẹ đẻ. Bởi suốt thời gian qua, Lôi Con nhiều lần khiến nhiều người bất ngờ bởi khả năng nói tiếng Việt rất cử, một số fan còn cho rằng Việt Nam chính là quê hương thứ hai của cậu bé. Suốt những tháng ngày ở Việt Nam, Lôi Con được team Quang Linh đưa đi khám phá 17 tỉnh thành dọc miền đất nước. Cậu bé cũng vô cùng thích thú với những trải nghiệm tuyệt vời ở đất nước hình chữ S. Lôi con đã chiếm được thiện cảm của rất nhiều người nơi mà cậu bé được đến thăm. Lôi con gây ấn tượng bởi sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lễ phép nhưng cũng vô cùng tinh nghịch. Trước đây, trong chuyến đi đến Đà Lạt, khi bị tim Quang Linh trêu gẹo là lên sân bay để về Angola, Lôi con đã khóc lóc không muốn về. Một lần trò chuyện, Quang Linh hỏi Lôi con rằng Lôi muốn ở đây, ở Việt Nam hay về Angola. Ngay lập tức, Lôi con không ngần ngại mà trả lời, ở đây ạ. À? Sự gắn bó của cậu bé được nhìn thấy rõ khi nhiều lần Lôi con tự nhận mình là người Việt Nam. Trước câu trả lời này, Quang Linh đã giải thích lại cho cậu bé rằng con sinh ra ở Angola chứ. Có lẽ, vì quá yêu mến chú Quang Linh, yêu mến con người, đất nước Việt Nam nên Lôi con không ngần ngại thừa nhận Việt Nam là quê hương của mình. Hay một khoảnh khắc đối đáp khác giữa Lôi con và các bạn đồng trang lứa ở sân chơi đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Theo nội dung clip, một bạn học sinh đã hỏi Lôi con bằng tiếng Anh, You are from Angola, right? Em đến từ Angola. À? Trái lại với dự đoán của mọi người, Lôi con trả lời bằng tiếng Việt sành sỏi với vẻ mặt tự tin đáp lại câu hỏi của bạn, không có Angola gì hết. Giữa tháng 4 vừa rồi, Quang Linh quyết định đưa lôi con về Việt Nam. Đoàn của Quang Linh đã gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười ở sân bay. Ngày mới hạ cánh ở sân bay Nội Bài, Hà Nội, lôi con được nhiều người Việt Nam chào đón, tặng quà khiến cậu bé vô cùng thích thú. Hình ảnh lôi con giản dĩ, hát tiếng Việt lơ lới nhưng vô cùng đáng yêu đã khiến nhiều người có cảm giác không nỡ khi lôi về quê hương.